Thưa quý vị, theo sắc lệnh được Tổng thống Nga Vladimir Putin ký ngày 3 tháng 5, các cá nhân và quốc gia được cho là không thân thiện nằm trong danh sách sẽ bị cấm thực hiện giao dịch với người Nga, mua các sản phẩm thô và tinh chế do Nga sản xuất và khai thác. Sắc lệnh vừa được tổng thống Nga Putin ký nhằm đáp trả lại các hành động được Nga cho là không thân thiện và trái với luật quốc tế của Mỹ cùng với một số nước và tổ chức quốc tế. Các biện pháp trừng phạt trả đũa phương Tây sẽ được duy trì cho đến khi có quyết định dỡ bỏ. Điện Kremlin chưa công bố danh sách các cá nhân và quốc gia trong diện trả đũa. Theo Reuters, chính phủ Nga sẽ có 10 ngày để lập danh sách các cá nhân và công ty nước ngoài bị trừng phạt, cũng như xác định tiêu chí bổ sung cho một số giao dịch có thể bị hạn chế. Sắc lệnh trừng phạt trả đũa của Nga cũng sẽ cấm xuất khẩu các sản phẩm thô và tinh chế do Nga sản xuất, khai thác cho các cá nhân và thực thể nằm trong danh sách trừng phạt. Trong khi đó, một số nước châu Âu đang tăng cường kết nối đường ống khí đốt để giảm sự phụ thuộc vào năng lượng Nga. Ngày 2 tháng 5, Bà Lan đã mở kết nối một đường ống dẫn khí đốt mới từ Litva sau khi tập đoàn Gazprom của Nga ngừng giao hàng cho Warsaw vào ngày 27 tháng 4 vừa qua. Đường ống khí đốt Bà Lan Litva được xây dựng từ năm 2020, bắt đầu đi vào hoạt động từ ngày 1 tháng 5. Cơ sở à tầng mới dài 580 km này sẽ cung cấp cho Bà Lan 2 tỷ mét khối khí đốt mỗi năm, đáp ứng 10% nhu cầu hàng năm của Bà Lan thông qua xuất nhập khẩu khí đốt bằng hệ thống kết nối này, Litva và Ba Lan cho biết không chỉ tăng cường an ninh năng lượng của hai nước, mà còn cho cả các nước Baltic và Phần Lan. Ba Lan và Slovakia cũng đang xây dựng một đường ống cho phép Slovakia nhập khẩu khí đốt tự nhiên hóa lỏng từ Ba Lan. Séc cũng bày tỏ sự quan tâm đến khí đốt của Ba Lan vì lo ngại Nga cũng sẽ cắt giảm việc cung cấp khí đốt cho họ. Ba Lan cũng có kế hoạch mở thêm một số đường ống mới trong vài năm tới, bao gồm cả đường ống Baltic nhận khí đốt từ Na Uy. Hôm nay gần 22 triệu dân nội đô thành phố Bắc Kinh Trung Quốc bước vào ngày đầu tiên xét nghiệm axit nucleic mỗi ngày một lần. Mục tiêu của ngành chức năng Bắc Kinh là hành động nhanh hơn sự lây lan của virus SARS-CoV-2, qua đó sớm chặn đứng nguồn lây. Gần 22 triệu dân ở 12 quận nội đô thành phố Bắc Kinh bắt đầu xét nghiệm liên tiếp 3 vòng trong 3 ngày. Đến ngày 5 tháng 5, 11 quận nội đô tại đây sẽ hoàn thành xét nghiệm 6 vòng cho tất cả người dân, riêng quận nặng nhất Triều Dương triển khai xét nghiệm 7 vòng. Chỉ trong 3 vòng xét nghiệm đầu, thành phố đã tốn chi phí tương đương 227 triệu đô la Mỹ. Trong số 51 ca COVID-19 mới trong 24 giờ qua, có 5 ca được phát hiện từ đợt xét nghiệm đại trà gần đây. Thành phố Bắc Kinh hiện có 36 khu vực nguy cơ trung bình và cao, với gần 400 trường hợp nhiễm trong 12 ngày qua. Trong 5 ngày nghỉ lễ quốc tế lao động, hầu như gần 22 triệu người dân Bắc Kinh không rời khỏi thành phố vì bận xét nghiệm. Bên cạnh đó, chính quyền sở tại khuyên cáo người dân nghỉ lễ tại chỗ, ăn uống tại nhà, các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh nghiêm ngặt tại nhiều thành phố lớn trong kỳ nghỉ lễ khiến ngành dịch vụ du lịch Trung Quốc bị thất thu lớn. Bộ Y tế Indonesia khuyến cáo người dân tăng cường theo dõi và cảnh giác với bệnh viêm gan cấp tính ở trẻ em sau khi nước này đã ghi nhận 3 trường hợp mắc bệnh nhân nhi ở nghi ngờ do bệnh viêm gan cấp tính chưa rõ nguyên nhân bộ y tế indonesia cho biết ba bệnh nhân nhi tử vong có các triệu chứng như buồn nôn nôn mửa tiêu chảy nặng sốt vàng da co giật và mất ý thức bộ khuyến cáo phụ huynh nên đưa trẻ em có những biểu hiện này đến bệnh viện sớm hiện bộ y tế indonesia đang tiến hành điều tra nguyên nhân gây ra bệnh viêm gan cấp tính thông qua một cuộc kiểm tra toàn diện về virus cơ quan này kêu gọi người dân thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng ngừa như rửa tay bảo đảm thực phẩm được nấu chín và sạch sẽ vệ sinh dụng cụ ăn uống và tránh tiếp xúc với người bệnh Sáng nay, lực lượng cứu hộ Trung Quốc đã cứu được thêm một người còn sống ra khỏi đống đổ nát trong vụ sập tòa nhà ở tỉnh Hồ Nam hôm 29 tháng 4. Đây là nạn nhân thứ 9 được cứu sống trong vụ sập tòa nhà tại Hồ Nam, Trung Quốc. Người phụ nữ được giải cứu sau 88 giờ tìm kiếm. Lực lượng cứu hộ Trung Quốc cho biết người này đã liên tục gõ vào các đồ vật để phát tín hiệu cầu cứu. Theo các nhân viên y tế tại hiện trường, thì người phụ nữ khi được đưa ra vẫn tỉnh táo và có các dấu hiệu sinh tồn bình thường có thể giao tiếp với lực lượng cứu hộ. Giới chức bang Maharashtra miền Tây Ấn Độ ghi nhận 25 ca tử vong do nắng nóng kể từ cuối tháng 3, con số cao nhất trong vòng 5 năm qua. Nhiều ca tử vong được ghi nhận ở vùng nông thôn. Giới chức y tế cho biết đây là những trường hợp qua đời do sốc nhiệt. Trong khi đó, tại bang Odisha, miền đông Ấn Độ, giới chức địa phương cho biết một người đàn ông 64 tuổi qua đời do sốc nhiệt. Hàng trăm người khác cũng đã được điều trị. Ấn Độ và nước láng giềng Pakistan đang phải trải qua đợt nắng nóng diện rộng dài ngày với nền nhiệt trên 40 độ C, khiến hơn một tỷ người bị ảnh hưởng. Các nhà khoa học nhận định hiện tượng thời tiết cực đoan này có liên quan tới biến đổi khí hậu. Do hiện tượng mất điện diễn ra thường xuyên, các gia đình có điều hòa và quạt cũng không thể tránh khỏi tác động của nắng nóng. Vấn đề người di cư lại nóng lên tại Trung Mỹ khi hàng nghìn người ồ ạt di chuyển về phía bắc khu vực. Những con số đáng báo động về người di cư cho thấy một sự cần thiết phải có một lộ trình chung với sự phối hợp chặt chẽ giữa các nước trong khu vực mới có thể giải quyết triệt để bài toán người di cư vốn đã dai dẳng suốt nhiều năm. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế IOM, chỉ trong hai tháng đầu năm nay, số người vào khu vực Trung Mỹ từ biên giới tự nhiên giữa Panama và Colombia nhằm tìm đường di cư sang Bắc Mỹ đã tăng gần 3 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trong tháng 3 vừa qua, lực lượng an ninh biên giới Mỹ đã bắt giữ 210.000 người, con số cao nhất trong vòng 2 tập niên qua. Phía Mexico cũng thông báo từ đầu năm đến nay đã chặn khoảng 115.000 người di cư tìm cách vào Mỹ, chủ yếu đến từ các nước Trung Mỹ. Di cư là một trong những vấn đề lớn nhất của El Salvador, chủ yếu ảnh hưởng đến thanh niên. Khi giới trẻ muốn tìm kiếm cơ hội mới với thu nhập tốt hơn, nên sẵn sàng dấn thân vào hành trình đến với giấc mơ Mỹ. Điều này gây ra hiệu hậu quả như sự phân tán của các gia đình và mức độ dân cư ở từng vùng bị chênh lệch. Khó trách được các bạn trẻ ngày nay ngày càng nhiều người sẵn sàng ra đi vì giấc mơ Mỹ. Bởi ngày xưa thời ông bà chúng ta thì đất đai còn phì nhiêu, người ở thưa thớt. Bây giờ thì đất chật người đông, lại còn biến đổi khí hậu khiến cho đất đai khô cằn, làm nông bây giờ cũng không đủ ăn. Họ thấy thất vọng và buộc phải ra đi. Câu chuyện người di cư không phải vấn đề mới tại châu Mỹ. Trong nhiều năm gần đây, tam giác Bắc Trung Mỹ gồm Honduras, Guatemala và El Salvador vốn là điểm xuất phát và trung chuyển hàng chục nghìn người mỗi năm tìm đến Mỹ nhằm thoát khỏi tình trạng nghèo đói và bạo lực nơi quê nhà bất chấp những mối nguy hiểm và nguy cơ trở thành nạn nhân của các tổ chức buôn người, hàng nghìn người vẫn cố gắng đi về phía bắc để theo đuổi giấc mơ Mỹ với hy vọng tìm được việc làm và cuộc sống ấm no. Cuộc khủng hoảng kinh tế xã hội do đại dịch Covid-19 là một trong những nguyên nhân chính đẩy hàng nghìn người rời bỏ quê hương. Dòng người di cư ồ ạt đã phản ánh nhu cầu cấp bách là phải cải thiện điều kiện sống tại các quốc gia cũng như thúc đẩy các hành động phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau. Trước tình hình này, các nước trong khu vực cũng tích cực bàn luận nhằm đưa ra những phản ứng chung trước nguy cơ vấn đề người di cư trở thành cuộc khủng hoảng vượt tầm kiểm soát. Cuối tháng 4 vừa qua, các bộ trưởng của hơn 20 nước châu Mỹ đã họp tại Panama thảo luận vấn đề người di cư. Trong đó, Mỹ cũng cam kết phối hợp để hạn chế dòng người di cư, cũng như tăng cường ngăn chặn các băng nhóm đưa người di cư trái phép. Mỹ mới đây đã ký thỏa thuận hợp tác với Panama trong lĩnh vực di cư và hy vọng ký kết tuyên bố Los Angeles về quản lý và bảo vệ người di cư trong khuôn khổ hội nghị cấp cao châu Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 6 tới. Dự báo dòng người di cư tại khu vực sẽ không dừng lại. Các tổ chức quốc tế tiếp tục kêu gọi khu vực Trung Mỹ và cộng đồng quốc tế tăng cường nỗ lực, nhất là xác định căn nguyên vấn đề và tìm ra giải pháp hợp lý đồng thời đề nghị các nước tiếp nhận người di cư, bảo đảm quyền tiếp cận các thủ tục xin tị nạn, thêm lựa chọn về tình trạng lưu trú, đồng thời đẩy mạnh truy quét tội phạm buôn người, chống phân biệt đối xử và nạn bài ngoại. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin GMT Cộng 7 tối nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị.